Ai nhậu đấy? Hello mọi người, đang đi tìm đối thủ nhậu. Ai nhậu đi? Ủa, hôm nay ngày chủ nhật mà không thấy ai nhậu à? Bác Phương ơi, nhậu không? Ủa, thấy ai nhỉ? Hôm nay mình không có định tổ nhậu rồi mọi người ơi. Nhậu với anh không? Anh đang tìm được chủ nhậu này. À vậy à. Ôi 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 ôi. Anh đang đi tìm được đối thủ nhậu. Này là thủy quái dưới đáy sông em. Anh đang tìm đối thủ nhậu này. Đi xem thế này. Có nhậu không? Nhậu đi. Ui, bằng zin này. Zin zin này, zin 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 này, tin tin này này. Bằng tin này, bằng tin này. Cái nhậu bằng tin này. Nhậu ơi. Mọi người ơi, mình đang đi tìm đối thủ nhậu mọi người này. À, sang đây 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 đây. Đây. Đây á, bác Thắng bác Quý góp này. Đúng rồi, là hôm nay ta sẽ đi tìm đối thủ nhậu. Có bác Thắng bác Quý đây này. Nè, bằng zin luôn này. Ơi, bằng zin này. Ghê không? Dài bằng zin luôn nhỉ. Ok các bạn, hôm nay mình với bác Thắng sẽ làm đối thủ nhậu ngày hôm nay nhá. Đây là hai con thủy quái ở dưới đáy sông này các bạn này. Có khi này ăn cả thịt người rồi đấy. Cũng khiếp lắm. Ôi, mình với bạn và bác Thắng. Xuân Hiếu sẽ làm món nướng siêu cay uống rượu với bác Thắng nha. Hôm nay thi với bác Thắng luôn. Đấy, nướng siêu cay. Cái con này này, cá chê vàng, thịt nó dai lắm. Còn cá chê lai kia thì thịt nó không có dai bằng con này. Con này mình bố bụng mà nó ghê gớm luôn. Xén là lén ra hề. Xén là lén ra cho nó chín. Mình sẽ nướng nguyên con các bạn. Con này là mình sẽ ướp gia vị siêu cay. Mình nướng nguyên con các bạn nhá, trên bếp than luôn. Nhung ơi. Nè. Bây giờ chiên được không? Nướng giả chi đây. Bây giờ nướng luôn rồi đấy. Rồi anh
anh nón than cho em với. Anh. Rồi, ok. Ok. Thơm quá, không có tanh luôn nhá. Mình làm không có tanh được tí nào luôn. Rồi. Cái con cá cái bằng gì? Rồi, có đi nước. Xé vào nhà bà gì em chưa? Chưa, ngay cả. Đến cho bùn. À, mình làm giúp gia vị các bạn nha. Trong này mình xay nhỏ xả ớt, bỏ bột nêm đồ hết rồi. Bây giờ mình bỏ một ít nghệ cho nó đẹp cái màu. Cái này là riềng các bạn, riềng xay nhỏ. Thì một ít xong lát nữa là mình giải rắc lên, bỏ vào đây một ít cho nó thơm. Rồi vào đây mình sẽ bỏ một ít mắm tôm cho nó dậy. Để lát nữa tìm đối thủ uống cho nó giải rượu. Mình bỏ một tí dầu ăn các bạn nha. Nhân cá phải có dầu ăn. Ớt. Xí gừng, đánh vị tanh. Một ít thịt chó không thể thiếu mắm tôm. Nhưng Nghệ An phải ăn mắm rút. Dân mình là dân phải ăn mắm tôm. Mắm tôm ăn ngon gì nhỉ? Siêu cay. Quá ngon. Ơi. Gì có lòng thì anh cũng có nước chấm thôi. Ôi. Cá to lắm ạ. Nếu mà có cái nước giềng á mà mình giải ra được, mình bắt cái nước giềng bỏ vào thì nó sẽ thơm hơn nhiều các bạn, nhưng mà mình cái này mình xay bằng máy nên là nó không có nước. Đưa tiền ra cho con. Này. Lát này chấm với này em đi lấy vịt luôn đây. Muối à, giống muối mọi đồng bào. Hả? Mày ra mà có lấy về rồi cả đi của gì? Đi đâu? Em đi lấy cà rốt, con chở lấy cà rốt, lấy không kịp chứ sao, đi đâu nữa? Nhìn đây, Rêu. Đấy, to quá khổ các bạn. To quá là khổ. Vịt lên giá anh? Mấy nữa? Mai em đưa cho chị mày con tin để nhớ vào đít anh cặn nhiều đâu bỏ nhiều thôi mà quá rồi. Được chưa anh? Quay đầu đi. Có cái nào cái góc đó. Du, quá sợ. Rồi gia vị này cho. Hít cả mét. Ơi. Đây các bạn này, còn một con này mình sẽ lọc ra mình nấu lẩu các bạn nhá. Nè. Chưa chặt cái đầu luôn. Ok. Quay. Quá.
bàn nó sẽ không hấp dẫn. Là đánh thắng ơi, là đánh thắng ơi. Em nói thật chứ, cái con này mới ở nhà hàng thì người ta quất vài trăm ngàn. À, mọi người thấy không? Ui trời, siêu cay khổng lồ. Ui trời ơi, con cá chê đúng dài như một đứa trẻ các bạn ạ. Khéo lơ ngơi, bác Thúy không dám ăn mấy cá chê này, ăn thịt người. Thơm lắm mọi người nhá. Cá chê thì nó sẽ nhanh chín hơn là mọi những con cá khác, thì nó dòng giá trơn mà. Cái mở nó ra này, thấy chưa các bạn thấy không? Đã thế. Ngon này. Điều đã về, không về không? Đi đâu rồi? Quá ngon quá. Thấy chưa? Trời ơi. Quá wow, đẹp. Đấy mà nằm ngang là trời ơi. Đã chưa này? Đỉnh cao. Sự ăn nhỏ. Đỉnh của đỉnh cả ba nhà nhá. Đó, các bạn này. Ai? Cho con em vô lên sao anh, luôn. Anh để cái... Đó các bạn ạ. Đi tìm địch thủ mà chỉ có bác Thúy, bác Thắng làm địch thủ ấy, uống rượu của mình thôi. Cái này là quái vật trên sông các bạn nha. Còn cái giả cái mét. Trời ơi, bác Thúy mở ra cho em xem nào. Cái nồi lẩu này đó, bỏ cá vào đâu rồi? Ăn vào là bỏ cá thôi, đấy. Ăn bao nhiêu là bỏ cá bấy nhiêu các bạn nha. Mời các bạn thưởng thức cơm trưa cùng với lại gia đình nhà mình. Đấy, đi tìm địch thủ uống rượu đấy. Đấy. Ngon chưa? Mọi người thấy cá nhà mình quá là đá luôn. Rau sống tất cả. Rồi, mình mời các bạn. Đi này. Đấy, địch thủ ngày hôm nay. Chúc mừng nào bác Thúy với nào. Ly rượu của bác Thúy đâu? Lấy cho bác Thúy ly rượu em. Uống thì ăn làm sao cho nó hết là được. Bà nội nhanh lên. Đây đây, chị Thúy này, ly đây. Yes, ly sẻ nếp cấm, nếp cấm. Đấy, địch thủ có phải uống như vậy đâu mọi người ạ. Ta có phải, đó phải như vậy đấy. Bác Thúy là có phải cả can. Rồi, nào chị đâu, cho đi. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ. Đấy, chúc ngày cuối tuần vui vẻ này. Úi giời ơi. Cơm gì? Úi giời ơi. Nào chị. Rồi, chúc mừng cuối tuần nào. Rồi, mời mọi người nhá, mình mời mọi người. Ăn miếng các bạn này, đáng cái đồng tiền này. Anh xem có chín không này. Được. Ừ. Người thấy không? Chín rồi nha, ok. Ngon luôn. Ngon, ngon. Đấy, thơm ngon không bác? Rất là ngon. Da vẫn giòn. Giòn nhỉ? Cá này rất là thật là cá mọi người này. Thịt dai á. Này mình nói thật chứ ăn ngon hơn cá lăng nuôi luôn các bạn nhá. Không có bánh chả mà cuốn. Cháo sống rồi.
Ngon. Điện mỡ mỡ có đó. Mai có đó. Ui giời, ngon chưa các bạn? Chả. Ừ. Có. Đây, cái nắng là cái thớ thịt này. Nhà ta có cái có vịt mà. Cái thớ thịt này. Bánh chả. Rất là ngon luôn mọi người. Điện này hỏi coi có làm sao. Không có thôi. Rất là ngon luôn. Thơm. Thịt có dai mà. Dai như thịt trâu luôn đấy. Nè, ta lại chúc mừng nghe nào. Chúc mừng. Ui giời, cái da nó giòn, mình khoái ăn da. Không ăn. Không ăn mẹ. Còn quá. Cả nhà rất vui vẻ ngày cuối tuần các bạn nhé. Bạn ông anh trai hôm nay đi đi thi. Đi học. Vớt cái nồi lẩu đi mọi người. Cá không nè. Ai dồi ôi ngon. À chúng mẹ luôn các bạn nha. Đấy, hôm nay cái video ăn con hai con thủy quái này. Con này thì phía trên nó hơi sống một xíu. Cái vẻ ăn trước cái đuôi. Đấy. Ăn cái con thủy sái dưới sông này rất là ngon luôn. Hai con là gần chục ký mọi người nha. Ai lấy ăn ngon. Mình cũng ăn xin kết thúc video tại đây các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Cho em miếng cá xem gì. Để cá đó được chưa? Các bạn này đã chưa? Trời ơi, nổi cá lẩu ngon quá. Ngon quá.